Tại Đà Nẵng, hiện đang có trên 10 chợ và siêu thị phải đóng tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác phòng dịch. Tuy nhiên, tình hình lưu chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu cho người dân vẫn diễn ra ổn định, không có tình trạng khan hàng cục bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay. Chợ Đống Đa lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 7. Những quầy hàng thịt heo vẫn còn đầy ắp. Chợ thưa thớt người mua. Tiểu thương tại chợ cho biết, Trung tâm Giết mổ Gia súc Gia cầm Đà Sơn vừa tăng cường các biện pháp phòng dịch, nhưng vẫn đảm bảo nguồn thịt cho thị trường bán lẻ. Vì vậy mà không có tình trạng đứt cung tăng giá. Hàng hóa thì cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, nhưng mà lượng mua rất ít, không có tiền. Còn giá cả thì bình ổn, không tăng bốc. Tại khu vực bán hải sản, nguồn hàng về chợ sáng nay chủ yếu hải sản đông lạnh, không quá nhiều nhưng có vẻ ế ẩm, vì vậy mà giá bán ổn định. Được biết, cảng cá Thọ Quang đóng cửa trong 7 ngày để phục vụ công tác phòng dịch COVID-19, nhưng vẫn còn hơn 235 tấn cá được các đầu mối thu mua, cấp đông, sẵn sàng phục vụ người dân. Cá nóc thấy còn 50 ngàn kỷ lắm á. Còn cá là 55 ngàn kỷ. Ý, mà bạn có hàng vài bữa nữa. Báo của bạn được đó mà đắt, không còn lên. Họ không mua thì mình phải lo bằng đài đi cho hết, mà cũng còn người mua đi chờ nữa. Để tăng cường công tác phòng dịch tại chợ truyền thống, thành phố quyết định tạm dừng hoạt động hơn 10 chợ và siêu thị vì có ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình trên, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp cung ứng và ban quản lý các chợ tăng cường thu mua, điều động nguồn hàng, đặc biệt là mặt hàng thủy hải sản từ các tỉnh thành về Đà Nẵng, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn hàng, đảm bảo cung ứng liên tục kịp thời cho người dân. Trên địa bàn thành phố hiện nay thì đối với chợ truyền thống thì có 74 chợ truyền thống và các hệ thống các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ cỡ khoảng 170. Thì đối với việc mà đóng cửa một số các chợ thì Sở Công Thương cho rằng đây là giải pháp tạm thời để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Thì riêng đối với công tác dự trữ hàng hóa thì hiện nay các hệ thống các siêu thị đã có sự chuẩn bị đầy đủ về lượng hàng cung ứng. Thì ngoài các mặt hàng về tươi thì các siêu thị cũng đã bố trí thêm một số mặt hàng khác như là hàng đông lạnh hoặc là hàng về sản phẩm nuôi chẳng hạn, thì cũng cơ bản đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của người dân. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng triển khai áp dụng việc kiểm soát người ra vào các chợ bằng thẻ đi chợ, khiến một số người tiêu dùng có tâm lý ngại đi chợ, thích tiện lợi, dẫn đến nhiều quầy hàng kinh doanh thực phẩm tự phát xuất hiện rải rác tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, không chỉ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của tiểu thương trong chợ mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, các quận huyện ngoài tăng cường phòng dịch tại các chợ truyền thống thì cũng phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm kinh doanh thực phẩm tự phát.